Mừng lễ Sendonta năm 2024 của đồng bào Khmer, những ngày qua tại thị xã Tịnh Biên và huyện Tri Tôn đã diễn ra nhiều hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa của người dân trên địa bàn, tạo điều kiện để thu hút khách du lịch đến với địa phương. Một trong những hoạt động thu hút hàng chục ngàn lượt du khách đến xem và cổ vũ là hội đua bò bảy núi trên cúp truyền hình An Giang ATV lần thứ 29 năm 2024 do Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh An Giang phối hợp cùng thị xã Tịnh Biên tổ chức tại khu vực chùa Thơ Mít, xã Vĩnh Trung. Ông Nguyễn Xuân Bằng, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình An Giang cho biết, hội đua bò bảy núi là một lễ hội nông nghiệp độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer vùng bảy núi An Giang và đồng bằng sông Cửu Long. Hội đua bò thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống, đậm chất dân gian, đồng thời là một sân chơi thể thao giải trí ý nghĩa cho đồng bào Khmer Nam Bộ. Thông qua hoạt động này cũng đã góp phần giới thiệu quảng bá những giá trị đặc sắc, hấp dẫn, nổi bật về văn hóa, thiên nhiên, thế mạnh du lịch của An Giang đến đông đảo du khách. Tại huyện Tri Tôn hôm qua cũng tổ chức các hoạt động chào mừng lễ Sendonta của đồng bào Khmer năm 2024. Theo đó, người dân được tham quan và mua sắm tại 35 gian hàng ẩm thực đặc trưng của đồng bào Khmer, các sản phẩm OCOP của địa phương như bánh cà tum, bánh gừng, các sản phẩm từ thốt nốt, nấm linh chi, chuối kế mô, gốm ca ràng thủ công, bánh phồng mì, rượu gạo. Bên cạnh đó là những hình ảnh về những thành tựu kinh tế xã hội của huyện, các hoạt động chăm lo của chính quyền đối với đồng bào Khmer. Triển lãm 200 đầu sách báo, tạp chí về sự hình thành và phát triển của tỉnh An Giang và huyện Tri Tôn, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các ấn phẩm bài viết về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó, huyện Tri Tôn còn tổ chức thả diều nghệ thuật từ các nghệ nhân đến từ câu lạc bộ diều Blue Sky tỉnh Kiên Giang với trên 15 loại diều mang nhiều hình dáng khác nhau như diều cá mập, cá đuối, sứa biển thu hút người dân đến xem và cổ vũ. Cùng ngày, Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh huyện Tri Tôn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ tại quảng trường Thái Quốc Hùng, thu hút 100 trẻ em tham gia trò chơi dân gian, sút bóng vào khung thành, đội cờ ôm lấy nước, đã mang lại nhiều tiếng cười và niềm vui cho thiếu nhi, thể hiện không khí vui tươi đầm ấm, tinh thần đoàn kết trong dịp lễ Sendonta. Bên cạnh đó, người dân còn được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm văn hóa bản sắc đồng bào Khmer với các thể loại đơn ca, song ca, múa thông qua các tiết mục như vui ngày lễ Sendonta, cây thúc nốt quê em, dì ngọt phun sóc, anh đi chùa ngày lễ đoàn ta, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. Trong tiếng trống nhạc rộn ràng, nhiều người dân còn hòa mình và điệu múa lâm thôn mang đậm nét văn hóa bản sắc đồng bào Khmer.